What's up? Xin chào năm chấm nem, chào mừng anh em được quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng năm chấm anh em đi The Pope và review sơ qua một em bàn phím cơ mới đến từ hãng Attack Shark. Thì cái này có nghĩa là cái mặt tấn công này đó, nghe rất là gấu và mổ luôn. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái hãng mà mới ra mắt, nó cũng có một số cái sản phẩm khá là đáng chú ý. Hôm nay mình sẽ thử xem thử cái bàn phím của nó thì có ok không nhá. Thì như các bạn thấy ngoài vỏ hộp đây thì chúng ta sẽ có cái mã là K98RGB đó. Thì với cái mã này chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ có cái layout 98 này, nhìn thấy rõ bên ngoài rồi đó. Rất là nhiều thông số, ok đó, không nói nhiều nữa, let's go. Đầu tiên về cái vỏ hộp thì chúng ta thấy nó cũng khá là mỏng nè. Ở phía bên trong thì nó lại khá là đơn giản luôn. Ở trong chúng ta chỉ có một cái bàn phím nằm sắt hướng dẫn sử dụng. Cái sắt này thì mình thấy nó được in rất là nhiều và dày luôn. Quá trời luôn. Wow. Rất là nhiều thứ. Cách tốt nhất là các bạn cứ giữ lại cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này nhé. Tại vì những cái con bàn phím cơ hiện tại bây giờ thì nó sẽ có rất là nhiều chức năng. Này, chúng ta cần phải có sách hướng dẫn thì mới sử dụng hết được. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây cáp khá là dài, dây cáp thì cũng bình thường thôi, bọc nhựa, đầu tai C rất là đơn giản đó. Và chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái nhổ keycap, kim nhổ switch luôn, hai đầu khá là ok. Quay trở lại với em bàn phím của chúng ta thì em này sẽ có layout 98 như ở bên ngoài vỏ hộp. Phiên bản mình đang đập hộp đây là phiên bản Metal Heart, tức là cái màu của nó sẽ là pha trộn với màu trắng, màu đỏ thẫm và cái màu xanh này người ta gọi là xanh navy, tức là xanh mà nó ngả sang màu than đen một xíu á, đó, xanh mà hơi nghiêng về phía màu đen, đó gọi là xanh navy. Và nó kết hợp giữa ba màu này thực sự là nhìn rất là đẹp. Đấy, đây là một trong những cái bản keycap mà mình thấy rất là nhiều bàn phím cơ giá thành cao thì mới được trang bị những cái màu phím như thế này. Luôn màu trắng này lên cực kỳ trắng luôn này, trắng muốt luôn. Và những cái màu xanh này, màu đỏ này rất là chuẩn luôn nhá. Đó, khi nhìn cái bàn phím này mình thấy thực sự không nghĩ được là có một cái bàn phím giá rẻ mà được trang bị một cái bộ cây cáp đẹp như thế này. Rồi, ngoài cái layout 98 đập vào mắt và cái bộ cây cáp khá là đẹp ra thì chúng ta sẽ có thêm một số cái điểm lưu ý. Ví dụ như là những cái hàng ép này thì nó sẽ được làm theo kiểu liền sát vào nhau đó, từ nút EC cho đến nút F12 nó sẽ không có phân tách ra và nó sẽ liền vào, thì nó sẽ có dư thêm được hai nút nữa ở đây. Thay vì là F13, 14 đi thì chúng ta sẽ có thêm nút Sprint, nút đeo đó. Và chính vì vậy thì những cái nút function này chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn khá là hay nữa là chúng ta có thể macro lại những cái nút cần thiết hoặc là chúng ta để nguyên. Thì thường những cái bản 98 á, nó sẽ thiếu hụt đi những cái nút như nút Sprint hoặc là nút đeo như thế này. Thì đây là nó sẽ tích hợp sẵn luôn, cũng khá là hay. Rồi chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sẽ có phân tách giữa hai cái cụm numpad này, cái cụm mũi tên, đó, tách ra so với lại cái phần alpha. Như vậy thì chúng ta sẽ bấm nó đỡ bị nhầm hơn và nhìn nó cũng hay hơn là so với phiên bản 96. 96 thì nó dồn hết mà, nó không hề có sự phân cách giữa num lock và những cái mũi tên này. Về cái cây của em này thì mình thấy nó khá là cứng cáp, đó, cây khá là cao. Và cứng cáp che được hết chân switch luôn. Đây. Đó, rất là ngon. Những cái bàn phím giá rẻ thì mình ít khi có để ý đến những cái chi tiết như thế. Tuy nhiên thì con này cũng làm khá là tốt. Về cái phần chắc chắn thì nó cũng thuộc dạng là khá là ok, không có chắc chắn bằng những cái con cao cấp. Nhưng mà nó được cái là giá rẻ nhưng mà cầm lên thì rất là nặng, đầm tay và không có dễ dàng gì mà bạn xoắn được. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái fit cao su. Đây, 5 cái để đảm bảo là bàn phím không bị trơn trượt. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lẫy nâng hạ độ cao và chúng ta sẽ vẫn có thể tùy chỉnh được hai mức độ cao. Một cái đầu cắm tai C và chúng ta sẽ có ba cái đường DJ. Hiện tại thì những cái bàn phím bây giờ nó cũng đều làm cái đường DJ này cho nó gọn. Đây là một cái điểm cộng về cái kiểu thiết kế và hầu như những cái bàn phím bây giờ nó đều học hỏi theo nhau đấy. Ok, chúng ta quay lại em bàn phím này thì chúng ta sẽ thử kiểm tra về cái keycap nhé. Keycap của em này thì là chuẩn ABS double shot thôi chứ không phải là chuẩn PPT double shot xịn sò. Thì về đây là dòng bàn phím giá rẻ mà.
Như các bạn thấy thì keycap của nó cũng không được dày. Đó. Tuy nhiên thì với cái ABS thì màu lên nó sẽ đẹp hơn và cái giá thành của nó cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với lại PPT Double Shot. Với cái kiểu Double Shot này thì các bạn yên tâm là nó cũng sẽ không bao giờ bị phai chữ hay là bay chữ theo thời gian nhé. Về cái chuẩn keycap của em này thì sẽ là chuẩn OEM như bình thường thôi, như những cái bàn phím cơ khác bình thường thôi, nó sẽ là chuẩn OEM. Và đây là cái chuẩn mà mình thấy là cũng dễ tiếp cận và cũng dễ gõ nhất, dễ làm quen nhất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử kiểm tra về cái switch nhé. Em này thì đang sử dụng đó là Red Switch của thằng Xinjiang, Jinxian hả? Đó, cái hãng khá là tàu và cái hãng này thì mình nghĩ nó cũng không có ngon lắm đâu. Không phải thuộc dạng như là top như những cái con switch của Gateron hay là của thằng Faker rồi gì đâu. Thì với cái con này thì mình nghĩ nó thuộc dạng phổ thông thôi, giống như Otemu hoặc là những cái con như là Huono vậy thôi, không có gì đặc biệt. Thì do con này là dạng giá rẻ mà. Đây, cái ngon của con này là nằm ở dưới này. Chúng ta vẫn sẽ có hot swap 3 chân nhưng mà nó là kiểu revet, tức là nó sẽ là hot swap chân tròn như thế này. Đó, vẫn có led nằm ở dưới mặt và chúng ta vẫn sẽ được lót forearm luôn. Plate sẽ là plate bằng kim loại và cái forearm giữa PCB và cái plate của nó sẽ được lót là forearm PVE, đồng thời là ở dưới đáy cũng có forearm luôn nha các bạn. Chứng tỏ là con này nó đã lót forearm từ trên xuống dưới cho chúng ta. Vậy là chúng ta không cần phải lót forearm thêm làm gì, khá ngon rồi. Và nó sẽ có hỗ trợ hot swap nữa, cho nên là nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể gỡ ra móc lại cái switch này hoặc là có thể móc lại setup khá là dễ. Nói chung nó hỗ trợ cho chúng ta có thể bọc vặt một xíu thôi, chứ không có ngon như những con mà có hot swap 5 chân. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái phần setup của em này. Đây. Em này thì sử dụng strap màu vàng, kiểu như màu vàng chuối ấy, nhìn khá là bắt mắt và nó sẽ được lắp sẵn nhé. Còn về cái strap thì con này thực sự thì strap của nó cũng không ngon lắm. Tuy nhiên thì khi về đến bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ móc lại strap của con này cho nó ổn hơn. Và khi móc lại thì nó gõ cũng sẽ rất là ok luôn nha các bạn. Đó, con này đã được lắp sẵn rồi. Gõ cũng khá là mượt. Đây. Đấy. Bên mình đã hỗ trợ làm lại start rồi, cho nên là gõ nó cũng khá là ok la luôn. Tiếp theo thì con này nó sẽ có hỗ trợ là LED RGB 16,8 triệu màu. Và đặc biệt là nó sẽ có app ứng dụng để mình có thể tùy chỉnh LED và đồng thời là cũng sẽ có hỗ trợ LED nháy theo nhạc luôn. Đó, sau khi mình cắm bàn phím vào máy thì như các bạn thấy là LED của nó lên khá là mượt và đẹp, đủ sáng để cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ được là cái hệ thống đèn LED của nó đang chạy như thế nào luôn. Đó, mặc dù là bộ keycap của nó sẽ là không xin LED, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy màu LED của nó tỏa dưới chân rất là đều và LED đi cũng rất là mượt mà luôn nhé. Với các cái chế độ đèn LED thì tất nhiên những cái con RGB thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ. Đó. Và tí nữa mình sẽ show cho anh em một số các cái chế độ cơ bản. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể dùng cả phần mềm để có thể cho nó LED nó nháy theo nhạc nữa. Cái đấy thì mình sẽ làm một cái video sau nhé. Bây giờ mình sẽ thử tắt bớt đèn đi và show cho anh em một số các cái chế độ đèn LED của em này. Như các bạn vừa mới thấy thì chế độ đèn LED của em này khá là nhiều và cũng như là rất là mượt mà luôn. Nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể dùng phần mềm để điều chỉnh LED hoặc là chỉnh lại macro cũng được. Và có một cái đặc biệt của con này nữa là nó sẽ còn có một phiên bản màu nữa, đó là màu carbon. Và cái màu này mới là một cái màu thú vị nha. Đây, cái màu carbon này nó khá là đẹp. Nó đẹp ở một cái chỗ đó là cái cây của nó. Cái cây của nó sẽ được làm theo cái màu carbon luôn. Đó. Màu của nó sẽ là màu kiểu dạng trắng ngà đồng bộ với lại cái bộ keycap ở phía trên này.
Đây là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy nó làm cái bộ màu carbon từ keycap cho đến cây luôn. Nó rất là đồng bộ luôn. Nhìn rất là hay. Và cả những cái nút Enter hay là nút Space này cũng đều là cái màu cam carbon. Đó. Quá đẹp luôn. Với cái màu carbon này mình đánh giá cao dành cho những bạn nào là fan của cái keycap màu carbon nhé. Đó. Nói thật là với cái bộ này mình nghĩ mình mua về để trên bàn cũng thôi là cũng rất là đẳng cấp rồi. Đó, các bạn nghĩ sao về hai cái màu này? Các bạn thích màu nào hơn? Nếu các bạn thích màu nào hơn thì cứ để lại ý kiến ở phía dưới phần comment nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần rất là quan trọng, đó là phần sound test. Thì với cái phần sound test này thì cái start và cái switch của nó, start thì đã được bên mình loop và cân chỉnh lại rồi. Còn switch thì là switch stop nhé. Tức là chưa có được loop, chưa được làm gì hết luôn. Và switch của nó sẽ là red switch. Ok. Và như vậy là mình đã vừa mới đi review các chức năng và cái ngoại hình cơ bản của em K98 RGB này. Và với cái tầm giá chỉ có khoảng hơn 800 ngàn thôi, thì các bạn nghĩ sao về bộ em bàn phím full size layout 98 cực kỳ đẹp như thế này, đầy đủ chức năng luôn. Đó. Với cái bộ start thì đã được mod sẵn cũng như là đèn LED RGB tùy chỉnh, thì mình nghĩ là đây là một trong những cái con bàn phím full size đáng giá nhất trong cái tầm giá này. Đặc biệt là nó sẽ có phần mềm hỗ trợ đầy đủ, quá là đẹp. Với hai cái, mình nghĩ hai cái đáng giá nhất của em này đó là hệ thống đèn LED và cái bộ keycap cực kỳ đẹp luôn. Có một cái hay nữa là con này đã được lót foam đầy đủ rồi, cho nên là hầu như các bạn không cần phải làm gì thêm cả, mua về là sử dụng ngay thôi. Ok, các bạn nghĩ sao về em bàn phím này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin cũng như giá cả của em này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả của video đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear nha. Bye bye!